Kính chào quý vị khán giả và quý bà con. Kim Quý và Thiên Phước vui mừng được gặp lại quý bà con trong chương trình 365 ngày chuyển động, chương trình phát sóng mỗi ngày trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Trong khung giờ quen thuộc mỗi ngày, hôm nay chúng tôi tiếp tục chia sẻ những thông tin mới, hấp dẫn và thiết thực về hoạt động sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng và nhiều địa phương trên cả nước. Lâm Đồng quy hoạch phát triển công nghiệp chế biến sản phẩm maca phục vụ xuất khẩu. Lạc Dương sẽ thành lập 6 tổ hợp tác và xây dựng vùng nguyên liệu cây dược liệu rộng khoảng 500 hectare. Sâu keo phá hoại hàng trăm hectare hoa màu ở Đồng Nai và tàn phá gần 3.400 hectare ngô ở Điện Biên. Chuyện nhà nông, nông dân Đà Lạt hướng tới trồng dâu tây quy mô lớn. Thưa quý vị và bà con, mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là một số thông tin đáng chú ý liên quan đến hoạt động sản xuất nông nghiệp được ghi nhận từ Lâm Đồng. Có mặt khoảng hơn 10 năm nay ở Lâm Đồng, maca, loài cây được mệnh danh là nữ hoàng quả khô, đã từng bước khẳng định vị thế của mình khi đem lại giá trị kinh tế cho người nông dân. Để nâng cao giá trị hạt maca trên thị trường, tỉnh Lâm Đồng đã có quy hoạch phát triển công nghiệp chế biến sản phẩm. Theo đó, đến năm 2030, Lâm Đồng sẽ tập trung thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng thêm từ 1 đến 2 cơ sở chế biến maca và kho bảo quản chuyên dụng để nâng tổng công suất thiết kế của các cơ sở chế biến đạt 8.000 tấn hạt nguyên liệu một năm. Lựa chọn thu hút đầu tư tại 1 hoặc 2 địa điểm trong các địa phương Lâm Hà, Di Linh và Bảo Lộc. Song song đó, thu hút các doanh nghiệp đầu tư thêm từ 1 đến 2 nhà máy chế biến sản phẩm từ hạt và nhân maca và nhà máy chế biến sâu, nâng tổng công suất thiết kế các nhà máy đạt từ 8.000 đến 10.000 tấn hạt nguyên liệu một năm. Lựa chọn thu hút đầu tư tại 1 hoặc 2 địa điểm trong các địa phương Lâm Hà, Di Linh và thành phố Bảo Lộc, khuyến khích các doanh nghiệp mua thêm hạt maca nguyên liệu từ các địa phương lân cận để chế biến và xuất khẩu, khai thác có hiệu quả trang thiết bị và nguồn vốn đã đầu tư. Với điều kiện khí hậu thuận lợi, những năm gần đây, ngoài phát triển rau, hoa theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, Lạc Dương đã từng bước đưa cây dược liệu vào sản xuất để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từng bước nâng tỷ trọng của ngành nông nghiệp tại địa phương. Thực hiện mục tiêu chuyển đổi cơ cấu sản xuất, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân địa phương, huyện Lạc Dương đã ưu tiên phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên mở rộng những diện tích cây dược liệu, chủ yếu là cây Artiso. Theo đó, địa phương này đã liên kết với công ty cổ phần dược Lâm Đồng, Ladofa, xây dựng vùng nguyên liệu đảm bảo chất lượng, kết hợp tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Dự kiến huyện Lạc Dương sẽ thành lập 6 tổ hợp tác và xây dựng vùng nguyên liệu rộng khoảng 500 hectare. Niên vụ 2018-2019, hàng chục tấn lá artiso tươi đã được thu mua, giúp nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương nâng cao thu nhập. Vụ sản xuất 2019-2020 sẽ có từ 10 đến 20 hectare artiso tiếp tục được huyện Lạc Dương phát triển. Thưa quý bà con, nội dung tiếp sau đây sẽ là những thông tin cập nhật về tình hình dịch sâu bệnh trên cây trồng đáng chú ý. Như quý vị cũng biết, hoa cúc là một trong những loại cây trồng được nhiều nông hộ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tập trung đầu tư với diện tích canh tác hiện nay là gần 1.400 hectare. Tuy nhiên, thời gian vừa qua thì bệnh virus trên hoa cúc hiện tiếp tục diễn biến phức tạp. Theo nhận định của nhiều nhà nông chuyên canh hoa cúc, hiệu quả đầu tư đảm bảo, đầu ra ổn định thì thu nhập từ cây hoa cúc rất khả quan. Nhưng việc bệnh virus trên hoa cúc hiện tiếp tục diễn biến phức tạp đang gây khó khăn lớn cho người trồng hoa. Chỉ tính trong tháng 5 năm 2019, diện tích hoa cúc bị các virus gây hại là gần 80 hectare. Địa bàn bị gây hại chủ yếu là ở thành phố Đà Lạt và Lạc Dương, với tỷ lệ hại dao động từ 10 đến 70%. Cơ quan chuyên môn tiếp tục phối hợp với các địa phương theo dõi, hướng dẫn giải pháp xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan. Xin được chuyển đến một thông tin đáng chú ý liên quan đến loại sâu keo mùa thu mà chương trình liên tục cập nhật. Từ đầu tháng 5 năm 2019 đến nay, sâu keo mùa thu xuất hiện cắn phá hoa màu, đặc biệt là cây ngô, khiến cho hàng trăm hộ dân ở Đồng Nai hoang mang lo lắng. Điều đáng nói, sức cắn phá của loài sâu này rất khỏe, nhanh gây thiệt hại nặng cho người dân. Đây là loại sâu hại xâm nhập lần đầu tiên xuất hiện ở Đồng Nai. Theo thống kê của Trạm Kiểm dịch Thực vật tỉnh Đồng Nai, tổng diện tích trồng ngô trên địa bàn tỉnh là hơn 10.000 hectare. Từ ngày 3 tháng 5, loại sâu keo mùa thu bắt đầu xuất hiện phá hoại cây trồng. Chỉ sau một tháng, loại sâu này đã phá hoại gần 280 hectare ngô, chủ yếu xuất hiện ở các huyện Định Quán, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Trảng Bom, Thống Nhất, Tân Phú. Rồi bây giờ khoảng tháng mấy giờ bây giờ lớn như vậy rồi đâu có thấy nó chết sâu à, ăn hết lá rồi, đâu có gì thu hoạch nữa, mất thiệt hại 50% luôn á, có lúc không có thu luôn á. Nhiều người dân trồng ngô lo lắng với tình hình này, sâu bệnh sẽ ngày càng lan rộng với tốc độ rất nhanh, khó có thể khống chế được. Mặc dù đã được cảnh báo phun các loại thuốc diệt trứng sâu nhưng vẫn không thể khống chế được. Như quý bà con đã được thông tin, sâu keo mùa thu là loài sâu ngoại lai mới xâm lấn vào Việt Nam, có khả năng di trú xa, gây hại mạnh trên cây ngô.
Sau khi ghi nhận sâu xuất hiện trên địa bàn tỉnh, thì Trạm Kiểm dịch Thực vật tỉnh Đồng Nai đã thông báo cho bà con biết tác hại của loại sâu này, đặc điểm nhận dạng, tập huấn các cách phòng chống khi phát hiện có sâu. Vâng ạ, và trong thời gian qua, cập nhật của chúng tôi thì tỉnh Điện Biên đang là địa phương mà sâu keo mùa thu xuất hiện và lây lan rất nhanh, gây thiệt hại lớn nhất. Đến nay, sâu keo đã gây hại 9 trên 10 huyện, thị xã trong tỉnh với tổng diện tích ngô bị hại gần 3.400 hectare. Trong 15 hectare ngô của đội 15, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên đang chuẩn bị thu hoạch. Thế nhưng đến nay, quá nửa diện tích này đã bị sâu keo mùa thu cùng với nắng nóng kéo dài phá hoại. Nhiều diện tích ngô bị sâu gây hại nghiêm trọng, người dân đứng trước nguy cơ mất trắng. Nó ăn từ dưới lên, xong rồi từ lõn, xong bắt đầu là nó ăn đến trên lên ngọn. Nó cắn lên đâu là tẩy hẳn hết đấy. Nhiều cô nó thật phun 5-6 lần, mà mỗi lần như thế có 1.500 ruộng, mà mỗi lần như thế là 80-90 nghìn. Sâu keo mùa thu được phát hiện từ cuối tháng 3, đầu tháng 4 tại huyện Tuần Giáo và Tủa Chùa. Tổng diện tích gây hại đến cuối tháng 5 là gần 3.400 hectare, trong đó diện tích nhiễm nặng 342 hectare. Sâu keo mùa thu đã gây hại 9 trên 10 huyện, thị xã trong tỉnh, trong đó nhiều nhất là huyện Tủa Chùa với 2.200 hectare ngô bị hại. Liên tục chương trình độc đáo củ lá muối khổng lồ với trọng lượng hơn 41 kg. Chuyên mục con số hôm nay, Việt Nam chiếm hơn 50% thị phần tôm nhập khẩu vào Hàn Quốc. Chuyện nhà nông, nông dân Đà Lạt hướng tới trồng dâu tây quy mô lớn. Xin được chuyển đến những câu chuyện đáng chú ý liên quan đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của bà con nhiều địa phương trên cả nước. Thưa quý bà con, trong những ngày vừa qua, một sự kiện thu hút khách du lịch đến với lễ hội Vườn Trái Cây, phường Tân Lộc, thành phố Cần Thơ, đó là hội thi củ quả lạ. Trong số hàng loạt củ quả được trưng bày, đáng chú ý là củ lá muối, dân gian còn gọi là củ bình vôi, được cân nặng với trọng lượng khủng. Chủ nhân của củ quả lạ này là thầy giáo tên Huỳnh Công Thống, cũng là chủ khu vườn sinh thái nho gỗ nổi tiếng ở đất Cù Lao, Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Dù không phải nông dân, nhưng anh Thống thích sưu tầm những cây củ lạ. Củ bình vôi là một trong 10 loại cây củ quý hiếm mà anh sở hữu, gìn giữ hơn 3 đời người. Từ lúc tôi nhỏ tôi đã thấy nó to vậy rồi của ba. Nhưng mà thường thường thấy là ba hay hái cái đọt vô là luộc ăn, ba nói là ngủ ngon. An thần là cái tác dụng nó giống như là cái đọt giáng lòng vậy đó. Rồi thỉnh thoảng là hái cái lá nó, lá già đó mình vô mình dò mình uống như sâm. Mặc dù nó không đặc bằng sâm nhưng mà chất lượng nó làm cho cái cơ thể mình mát, nhuận trường rồi ngủ ngon, ăn ngon. Với trọng lượng hơn 41 kg, nhưng hai người không tài nào di chuyển củ bình vô đi xa. Nhiều người ví von củ nặng như cục đá, nhưng có điều lạ thường. Củ chỉ có vài dây lớn, đường kính khoảng 5cm. Trên những nhánh dây này, quanh năm đâm chồi, nảy lọc thành nhiều dây con, cho lá to, xanh mượt, trông lạ mắt. Thưa bà con, hiện tại thì anh Thống đã nhân được giống và sẵn sàng chia sẻ cho những ai thích trồng loại cây củ quý hiếm. Bởi ngoài giá trị củ sống lâu, dáng vóc lạ, củ bình vôi còn có tác dụng tốt trong y học mà theo kinh nghiệm dân gian đã chữa lành các bệnh cơ xương khớp hay là thoái hóa gai cột sống. Vâng ạ, và tiếp sau câu chuyện về củ bình vôi khổng lồ trên, xin mời quý bà con cùng đến với một câu chuyện vui lạ khác cũng rất đáng quan tâm. Chuyện là những ngày qua, gia đình anh Nguyễn Văn Vũ ở xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang lại có niềm vui đặc biệt, đó là lần đầu tiên nhìn hàng loạt cây rạng đông, một loại dây leo hóa gỗ lâu năm đã bắt đầu trổ bông. Anh Vũ cho biết sự việc khiến anh quá bất ngờ, bởi lẽ đây là thân cây chết mà anh mua về để chơi bởi thích thân hình uốn lượn tự nhiên như rồng bay. Nào ngờ lại trổ bông đẹp lạ sau thời gian chăm sóc. Loại bông có hình dáng giống đuôi con phụng, có lẽ báo hiệu điều phước lộc trong cuộc sống. Và trồng trong quá trình được nay là nửa năm rồi. Mà khi mà nó đâm chồi nảy hoa là tự nhiên giờ đó tự nhiên cảm thấy rất là thích thú. Cái vẻ đẹp của nó là rất là phi thường. Mà cái thân mình trồng mà cái hoa thì hoa là đuôi phượng. Cái hoa nó là thật sự ra mà nói là chưa có giống cái hoa nào bình thường đối với những cái cây cảnh. Nó rất là độc lạ. Các nhà khoa học cho biết cây rạng đông hay dây rạng đông thuộc cây dây leo, thân có gốc, lá mọc đối, có 2 đến 3 lá chét, có phiến thuông, bông ở ngọn nhánh thòng xuống. Loài này có nguồn gốc ở Nam Mỹ, được nhập về Việt Nam trồng làm cây cảnh rất đẹp, khá phổ biến nhưng khó trồng. Đối với loại cây hóa gỗ mà anh Vũ sở hữu thì quả là hiếm thấy ở vùng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long.
Xin được chia sẻ thêm với quý bà con là không chỉ trồng làm cảnh mà trong y học, bông rạng đông có vị ngọt, tính bình, có thể điều trị lao phổi, ho, hầu họng sưng đau, viêm gan, viêm nhánh khí quản. Và tạm gác lại những thông tin thú vị trong lĩnh vực sản xuất cây trồng, một thông tin lạ khác cũng mới được chương trình cập nhật. Đó là sáng qua ngày 10 tháng 6, trong lúc câu cá trên sông Tiền, một người dân ở thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đã câu được con cá tra nặng tới 11 kg. Người câu được con cá tra khủng là anh Võ Văn Trí, ngụ phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Theo anh Trí cho biết, khoảng 8 giờ sáng ngày 10 tháng 6, trong lúc câu cá trên sông Tiền, anh đã câu được con cá tra nặng trên 11 kg. Do cá có trọng lượng nặng nên khi vừa kéo câu lên bờ, dây câu đã bị đứt. Nhiều người dân trong khu vực hỗ trợ anh giữ cá. Sự việc anh câu được cá tra khủng nhanh chóng gây sự hiếu kỳ, hàng chục người dân đã đến xem. Sau khi hay tin, một chủ nhà hàng trong khu vực đã thu mua với giá 100.000 đồng mỗi ký. Được biết trước đó cũng đã có một vài người dân ở vùng đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp và An Giang bắt được cá tra khủng lên trên 20 ký trên sông Tiền. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động. Và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục Con số hôm nay. Xuất khẩu tôm sang Hàn Quốc tăng lên 386 triệu đô la Mỹ. Theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc đang có những thuận lợi mới. Việt Nam hiện là nhà cung cấp lớn nhất mặt hàng tôm tại Hàn Quốc. Hàn Quốc là thị trường nhập khẩu tôm lớn thứ 5 của Việt Nam sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Hàn Quốc VKFTA có hiệu lực. Xuất khẩu tôm Việt Nam sang Hàn Quốc tăng từ 285 triệu đô la Mỹ lên 386 triệu đô la Mỹ. Theo cam kết của Hàn Quốc trong VKFTA, trong 5 năm tiếp theo kể từ khi VKFTA có hiệu lực, Hàn Quốc sẽ nâng hạn ngạch tôm xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường này lên mức là 15.000 tấn, tăng thêm 10% mỗi năm. Việt Nam là nguồn cung tôm lớn nhất cho Hàn Quốc, chiếm thị phần hơn 50%, trong khi các đối thủ như Thái Lan chỉ chiếm 9,6%, Ecuador 13,5%, Trung Quốc 5,2%. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho một chuyện nhà nông, chia sẻ những câu chuyện đáng chú ý xung quanh hoạt động sản xuất nông lâm ngư nghiệp đáng quan tâm của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Thưa quý vị và bà con, dâu tây là loại đặc sản rất được ưa chuộng, không chỉ vì hương vị thơm ngon mà còn có hình thức rất bắt mắt, làm siêu lòng bất cứ du khách nào đến với Đà Lạt, Lâm Đồng. Chính vì vậy, loại trái cây này chưa bao giờ rơi vào tình trạng ế ẩm, rớt giá sâu, nên là hiện nay, ngoài các doanh nghiệp, nhiều nông dân đã hướng tới việc sản xuất dâu tây trên quy mô lớn. Sáng sớm là thời điểm mà vườn dâu này thu hái, không chỉ ở khu vực này mà gia chủ còn cùng lúc điều khiển các hoạt động thu hái, chăm sóc 3 vườn dâu khác. Anh Nguyễn Tùng Nguyên, chủ vườn dâu cho biết, như những nông dân khác, ban đầu gia đình chỉ trồng khoảng vài trăm mét do chưa có nhiều vốn và kinh nghiệm, nhưng dần dần anh đã mở rộng các vườn dâu lên trên 1 hecta. Mình làm có trong một thời gian thì mình tích góp được kinh nghiệm. Cái dâu này thì nó thu nhập nó cũng tương đối. Cái kỹ thuật á, mình cứ lấy năm này mình thay đổi từng năm một, mà không như nó không năm nào giống năm nào hết. Trồng dâu nghĩ dễ nhưng làm khó vì cũng là một chủng loại dâu, nhưng có vườn trồng đẹp, trái ngọt, có vườn trái lại chua. Điều này tùy thuộc hoàn toàn vào công thức dinh dưỡng và kỹ thuật của mỗi nông dân. Và đó là bí quyết riêng, ít ai chia sẻ với người ngoài trừ anh em họ hàng. Tuy nhiên khi trồng dâu đạt chất lượng thì việc xây dựng thương hiệu dâu đối với các hộ nhỏ lẻ cũng không phải là chuyện dễ. Chúng tôi cũng mong muốn sau này được hợp tác với rất nhiều các hộ dân hoặc các công ty có nhu cầu trồng dâu tây để cùng nhau phát triển đưa thương hiệu dâu tây Đà Lạt lên một tầm cao mới. Dâu tây ở Đà Lạt có hàng chục chủng loại và cách trồng, chăm sóc khác nhau, bằng mắt thường khó có thể phân biệt được chất lượng. Vì vậy, nếu nông dân khẳng định được uy tín lâu dài, thì các sản phẩm dâu tây của nông hộ mới có cơ hội vươn xa với giá bán cao hơn. Tôi có rất là nhiều ấn tượng vì đầu tư theo những cái công nghệ hiện đại, theo cái hướng an toàn, sạch và thân thiện với môi trường. Hiện nay ở Đà Lạt, những vườn dâu tây có quy mô từ 1 đến 2 hecta đã trở nên phổ biến. Nếu dâu đạt chất lượng, canh tác theo hướng công nghệ cao sẽ có giá bán trung bình từ 250 đến 300.000 đồng mỗi ký, tùy chủng loại. Tuy giá dâu tây ít biến động hơn so với nhiều loại rau củ khác, song không phải nông dân nào cũng chọn chuyên canh cây dâu. Vì nay để canh tác 1 hecta dâu theo hướng công nghệ cao, nông dân phải bỏ ra số tiền hàng tỷ đồng, chưa kể đến việc phải thường xuyên nhập trồng lại các giống dâu mới với giá cao để đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Nông dân cũng cho biết gần đây khí hậu Đà Lạt dần nóng lên cũng làm cho cây dâu dễ héo rễ, chết rù. Năng suất cũng giảm đi đáng kể, nhất là vào thời điểm nghịch vụ như hiện nay.
Thưa quý vị và bà con, nội dung đáng chú ý vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglTV@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829930. Thiên Phước và Kim Quý kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.